Bản tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 1. Tin tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới World Bank nhận định kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với thủ tướng Trung Quốc. Hải quân Indonesia bắt giữ 3 tàu cá của tỉnh Bình Thuận vì nghi đánh bắt trái phép. Tin thế giới, Vương quốc Anh chấn động, hoàng gia tức bỏ danh hiệu của hoàng tử Andrew. Thêm nhà ngoại giao Mỹ bị hội chứng Havana ở Paris và Geneva. Mỹ mở căn cứ quân sự mới để kiềm chế Nga và Trung Quốc Chuyên gia, Thụy Sĩ hợp tác chống rửa tiền sẽ khiến chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhạy cảm hơn Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 1 của DKN TV Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Mở đầu chương trình là những tin tức về tình hình tại Việt Nam. Ngân hàng thế giới World Bank kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022. Thưa quý vị, Ngân hàng thế giới ngày 13 tháng 1 đã mô tả, với giả định đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát cả trong và ngoài nước thì khu vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam bán thường niên của Ngân hàng thế giới WB Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng sẽ vẫn bền vững, với tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến là 58,8%, thấp hơn so với mức trần theo quy định. Ngân hàng VKB cũng dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo tăng lên 5,5% so với 2,6% vào năm 2021. Tuy nhiên, VCB Việt Nam lưu ý rằng, bối cảnh triển vọng kinh tế này vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch Covid-19. Sự bùng phát của các biến thể mới có thể dẫn đến việc phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, nhu cầu trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam. Báo cáo của VCB có đoạn Ngoài ra, nhiều đối tác thương mại của Việt Nam đang phải đối mặt với dư địa tài khóa và tiền tệ bị thu hẹp, có thể sẽ hạn chế khả năng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế của các nước này nếu cuộc khủng hoảng kéo dài. Điều này có thể làm chậm sự phục hồi toàn cầu và làm suy yếu nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp tục một diễn biến khác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc. Theo cổng thông tin của chính phủ, ngày 13 tháng 1 Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn. Đáp lại, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc coi trọng và quan tâm những đề nghị của Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, ông Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, tôn trọng lợi ích hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế. Xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, thúc đẩy đàm phán xây dựng, sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi đó, thủ tướng Trung Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước, sớm đạt tiến triển, sẵn sàng cùng với Việt Nam và các nước ASEAN tiếp tục nỗ lực sớm đạt COC. Tiếp theo chương trình là thông tin đáng chú ý tại Việt Nam. Hải quân Indonesia bắt giữ 3 tàu cá của tỉnh Bình Thuận vì nghi đánh bắt trái phép. Kính thưa quý vị, 3 tàu đánh cá của Việt Nam cùng với 26 ngư dân của tỉnh Bình Thuận đã bị các tàu chiến của Hải quân Indonesia bắt giữ vào hôm 11 tháng 1 tại vùng biển Bắc Natuna vì nghi ngờ các tàu này đánh bắt hải sản trái phép. Thông tin nói trên được website chính thức của Hải quân Indonesia cho biết vào hôm 12 tháng 1 và được một số trang tin của nước này đăng tải lại. Theo đài Á Châu Tự Do RFA, trong số 3 tàu cá đang bị giam giữ, có một tàu mang số hiệu BTH-2121TS và hai tàu còn lại cùng mang số hiệu BTH-2122TS, tức là số hiệu tàu cá của tỉnh Bình Thuận. Cả ba tàu hiện nay đang bị giam giữ tại cảng hải quân thuộc Ranai, quần đảo Rio, Indonesia. Đây là nơi xảy ra vụ việc 6 người dân Việt Nam đã trốn thoát khỏi trại giam khi họ bị giam giữ tại đây hồi năm 2018. Trao đổi với đài AFA, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng phòng hành chính tri cục thủy sản tỉnh Bình Thuận, vào trưa ngày 13 tháng 1 nói rằng ông không nhận được tin tức gì từ phía biên phòng tỉnh. Ông nói qua điện thoại như sau. Đối với vấn đề an ninh ngoại giao trên biển thì bên biên phòng người ta quản lý, còn bên tụi em chỉ quản lý về bên chuyên ngành thôi. Khi nào bên biên phòng người ta có thông tin chính thức thì em mới có thông tin để trả lời cho anh được. Ông Nghĩa nói thêm. Bên đó là nắm về vấn đề biên giới, nên biên phòng là nơi nắm kỹ hơn, em không có phát ngôn về vấn đề này được. Theo lời của ông nghĩa thì quy trình khi tàu cá bị hải quân nước ngoài bắt là tịch thu tàu, tạm giam ngư dân và thông báo bằng văn bản cho đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại để có phương án xử lý. RFA cho biết, họ cũng đã gọi điện thoại cho bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận để hỏi về vụ việc này. Tuy nhiên, người trực máy bảo gọi cho đơn vị tác chiến biên phòng của tỉnh Tuy nhiên khi phóng viên gọi vào số này thì lại không thể kết nối. AFA cũng cho biết, các số điện thoại của đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng không có người nhấc máy khi họ gọi nhiều lần vào trưa 13 tháng 1. Hồi tháng 9 và tháng 11 năm ngoái, chính quyền Indonesia cũng đã thả gần 400 ngư dân Việt Nam về nước trên hai chuyến bay hồi hương, do chính ngư dân đóng hàng chục triệu đồng mỗi người để mua vé. Các giới chức Indonesia cho biết, đại dịch đã làm chậm tiến trình hồi hương của các ngư dân và chính phủ Việt Nam đã không cố gắng trong việc sắp xếp các chuyến bay hồi hương cho ngư dân của Việt Nam. Một số ngư dân từng bị giam giữ ở Indonesia đã nói với đài AFA cho biết họ bị kẹt lại tại các trung tâm giam giữ nhiều tháng, có khi hàng năm trời, trong khi điều kiện sinh sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu đồ ăn, thậm chí bị đối xử thô bạo và không thể về nước vì không có tiền trả vé máy bay. Phía Indonesia đã bác bỏ cáo buộc bỏ đói ngư dân Việt Nam tại các trung tâm giam giữ. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Vương quốc Anh chấn động, hoàng gia tước bỏ danh hiệu của hoàng tử Andrew. BBC đưa tin, hoàng tử Andrew đã bị tước bỏ tất cả các tước hiệu quân sự và bị hoàng gia rút lại sự bảo trợ và sẽ không còn danh hiệu hoàng thân nữa. Trong một tuyên bố, cung điện Buckingham cho biết, với sự chấp thuận và đồng ý của nữ hoàng, các danh hiệu quân sự của công tước Sir York và các quyền bảo trợ của hoàng gia đã được trả lại cho nữ hoàng. Công tước xứ York đang phải đối mặt với một phiên tòa dân sự ở Mỹ vì cáo buộc tấn công tình dục. Ông đang bị người phụ nữ có tên Virginia Jeffrey khởi kiện, người đã tuyên bố ông tấn công tình dục đối với cô khi cô còn là một thiếu niên. Jeffrey đã cáo buộc rằng đã bị Jeffrey Epstein, nhà tài chính quá cố bị thất sủng, buôn bán để quan hệ tình dục với hoàng tử Andrew khi cô mới 17 tuổi. Công tước xứ York đã phủ nhận các tố cáo này. Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết vào hôm thứ tư rằng vụ kiện do Virginia Jeffrey đưa ra có thể tiếp tục. Trong phán quyết dài 46 trang, thẩm phán Lewis Kaplan không chỉ bác bỏ nỗ lực ngăn chặn yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự của Virginia Jeffrey mà ông còn nhấn mạnh rằng nhiều lập luận từ luật sư của hoàng tử Andrew đã trở nên vô giá trị. Quyết định của thẩm phán có nghĩa là Ông Andrew có thể bị buộc phải ra đối chứng tại một phiên tòa, có thể bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay nếu như không đạt được thỏa thuận nào. Hoàng tử Anh Andrew trước đó vào năm 2019 đã bị buộc phải từ bỏ mọi công việc công vì liên quan đến Epstein và sau một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC. Chuyển sang một diễn biến khác. Thêm nhà ngoại giao Mỹ bị hội chứng Havana ở Paris và Geneva Hoa Kỳ vẫn chưa biết căn bệnh được gọi là hội chứng Havana là gì hoặc ai sẽ phải chịu trách nhiệm về nó. Phát biểu này được Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 1 với MSNBC sau khi nhiều nhà ngoại giao Mỹ được báo cáo là đã bị bệnh tại Paris và Geneva. Ông Blinken cho biết, toàn bộ chính phủ liên bang đang nỗ lực để giải quyết tận cùng căn bệnh đã làm ảnh hưởng đến khoảng 200 nhà ngoại giao, quan chức Hoa Kỳ và các thành viên gia đình của họ ở nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, cho đến nay chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và chúng tôi cũng không biết chính xác ai phải chịu trách nhiệm. Tờ World Journal hôm 13 tháng 1 đưa tin có thêm các ca bệnh trong số các quan chức phục vụ, vụ tại các phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ ở Paris và Geneva, nơi Hoa Kỳ và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán an ninh vào hôm thứ Hai về việc tăng quân của Moscow gần biên giới Ukraine. Ông Blinken cho biết, Hoa Kỳ đã đưa vấn đề về căn bệnh này với phía Nga nhưng vẫn chưa thể xác định ai là người phải chịu trách nhiệm. Căn bệnh bí ẩn gây ra các triệu chứng bao gồm đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Nó được báo cáo lần đầu tiên xảy ra đối với các quan chức Hoa Kỳ tại thủ đô Cuba vào năm 2016. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Mỹ mở căn cứ quân sự mới để kiềm chế Nga và Trung Quốc. Kính thưa quý vị, nhà tư vấn chính trị và nghiên cứu khoa học Lucas Leros, tại trường đại học Rio de Janeiro ngày 12 tháng 1 đã cho biết trên trang globalresearch.ca rằng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, một cựu thành viên của CIA đã thông báo rằng Mỹ đang mở một căn cứ quân sự ở Albany để kiềm chế Trung Quốc. Theo ông Leros, một đơn vị lực lượng đặc biệt của Mỹ tại quốc gia Ban Căng này có nhiệm vụ chính là ngăn chặn bất kỳ hình thức quan hệ nào giữa Tirana và Bắc Kinh. Biến Albany trở thành một vệ tinh trong khu vực phục vụ lợi ích của Washington. Vào cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, EUCOM, đã thông báo họ sẽ thành lập một trụ sở mới ở khu vực Ban Căng, một đơn vị hoạt động đặc biệt có trụ sở tại Albany sẽ là một phần trong nỗ lực tổng thể của chính phủ Mỹ nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng phương Tây để bảo đảm sự ổn định trong khu vực. Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm khả năng tương tác giữa các lực lượng của Mỹ và Albany cũng như khả năng tiếp cận chiến lược tới các trung tâm quân sự quan trọng ở Ban Căng. Bộ Tư lệnh Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ ở châu Âu, Chauchers, Thiếu tướng David Tabor được trích dẫn nói rằng khả năng cơ động và huấn luyện nhanh chóng trong vùng Ban Căng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồng minh và các đối tác khác đã khiến Albany trở thành địa điểm tốt nhất cho quyết định này. Bình luận về vụ việc trong cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik của Nga, cựu nhân viên CIA Ray McGovern đã tuyên bố rằng Chính phủ Mỹ quyết định mở một căn cứ quân sự trong khu vực bởi vì Washington mới biết rằng Albania có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Theo nghĩa này, mục đích của việc thành lập căn cứ mới này sẽ là làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và ngăn chặn mối quan hệ hợp tác giữa Tirana với Bắc Kinh. Phân tích sự hợp tác gần đây giữa Trung Quốc và Albania có thể thấy rằng sự gia tăng đáng kể trong quan hệ đối tác song phương một báo cáo gần đây của mạng báo cáo điều tra Ban Căng, một tổ chức phi chính phủ Ban Căng thân phương Tây, cho thấy có ít nhất 135 dự án hợp tác giữa Trung Quốc và Albania có giá trị hơn 36 triệu đô la Mỹ. Các dự án hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ cao, máy tính, luyện kim, khai thác mỏ, năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng, an ninh, vân vân. Một trong những dự án khiến phương Tây lo ngại chính là hợp tác công nghệ với Huawei, một công ty của Trung Quốc Tiếp tục một diễn biến liên quan đến Trung Quốc. Thụy Sĩ hợp tác chống rửa tiền sẽ khiến chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhạy cảm hơn. Thưa quý vị, theo Vision Times, Thụy Sĩ đã hoàn toàn từ bỏ chính sách, bảo mật cực đoan, tạo cơ hội cho tội phạm giữ tiền an toàn. Điều này sẽ khiến cho các quan chức tham ô ở các nước độc tài như của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoảng sợ. Có phân tích cho rằng, động thái này sẽ làm cuộc đấu quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Thụy Sĩ không còn là nơi giấu tiền an toàn cho tội phạm. Nhiều nguồn tin cho thấy, cuối năm 2021, cơ quan quản lý thuế liên bang Thụy Sĩ đã cơ bản hoàn thành việc chuyển dữ liệu khách hàng nước ngoài có liên quan đến hàng trăm quốc gia hoặc khu vực. Cho đến nay, trung tâm tài chính nước ngoài lớn nhất thế giới là Thụy Sĩ đã từ bỏ chính sách bảo mật cực đoan về thông tin khách hàng ngân hàng đã được họ thực hiện nhiều thế kỷ. Năm 2015, hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ đã dính vào một số vụ bê bối về nguồn tài chính quốc tế bất hợp pháp. Theo đó, những nguồn tin đã cáo buộc nhiều nhân vật có chức sắc quan trọng trên toàn cầu đang che giấu tài sản bất hợp pháp trong các ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng. Khi đó, chủ tịch Hội đồng Luật quốc tế của Thụy Sĩ đã nói rằng ít nhất vài ngàn người, được gọi là nhân vật nhạy cảm, đã mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, chứ không phải chỉ vài trăm như ước tính phổ biến. Thời điểm đó, chính phủ Thụy Sĩ cũng cho biết họ sẽ thông qua một dự luật mới để đẩy nhanh việc trả lại các khoản tiền bất hợp pháp được nhiều ông trùm ở rất nhiều nước cất giấu tại Thụy Sĩ. Dưới áp lực của Liên minh châu Âu và Mỹ, từ năm 2018, cơ quan quản lý thuế liên bang Thụy Sĩ đã thúc đẩy trao đổi thông tin thuế tự động. Ở Trung Quốc, mặc dù việc các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu khối tài sản khổng lồ của họ ở các trung tâm tài chính nước ngoài như Thụy Sĩ từ lâu đã không còn là một bí mật nhưng con số chính xác tài sản đó là bao nhiêu thì luôn là bí mật hàng đầu. Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển sang Thụy Sĩ bao nhiêu tài sản? Giáo sư Chia Khang, ủy viên chính hiệp toàn quốc và cựu viện trưởng viện tài chính thuộc bộ tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển tiếp một thông điệp rằng phía Thụy Sĩ thông báo có 100 khoản tiền gửi của người Trung Quốc tại các ngân hàng Thụy Sĩ với tổng giá trị tới 7,8 nghìn tỷ nhân dân tệ bình quân mỗi người là 78 tỷ nhân dân tệ. Bài đăng trên Twitter chia sẻ tuyên bố của giáo sư Trung Quốc Jia Kang có nguồn từ một người tự làm truyền thông với tên kênh là Liên Liên bàn về kinh tế tài chính, đã công bố. Nhiều người cho rằng dữ liệu do Ngân hàng Thụy Sĩ chia sẻ chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản ở nước ngoài của các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa nêu. Ít nhất, 1.000 tỷ đô la Mỹ từ gia đình của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Vào năm 2019, Ông Quách Văn Quý, một thương nhân Trung Quốc giàu có đang sống lưu vong tại Mỹ, đã công bố thông tin gây chú ý rằng cháu trai của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành có tài sản ít nhất 500 tỷ đô la Mỹ, còn khối tài sản ở nước ngoài của gia đình họ Giang cũng ít nhất 1.000 tỷ đô la Mỹ. Do tại Trung Quốc, thế lực chính trị nhà họ Giang dựa vào bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiểm soát hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức tài chính, vân vân, có được nguồn lợi bất chính khổng lồ. Số tiền đó được mang đi làm sạch ở nước ngoài, được chuyển đi khắp nơi, bao gồm đầu tư vào một số quỹ và công ty công nghệ lớn của Mỹ. Tờ vấn đề Trung Quốc How Tough, đã tiết lộ trước đó rằng, Giang Trạch Dân có tài khoản bí mật trong một ngân hàng Thụy Sĩ với trị giá lên tới 350 triệu đô la. Ông ta đã mua một biệt thự ở Bali, Indonesia trị giá 10 triệu đô la Mỹ vào năm 1990 do cựu bộ trưởng Bộ ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đường Gia Triển quản lý thay. Một nguồn tin khác từ Open Magazine của Hồng Kông đã chỉ ra, vào tháng 12 năm 2002, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS tại Thụy Sĩ đã phát hiện ra một quỹ vô thừa nhận với trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Sau đó vào năm 2005, cựu chủ tịch của Ngân hàng Trung Quốc Bank of China chi nhánh Hồng Kông là ông Lưu Kim Bảo đã bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án, tiết lộ trong nhà tù rằng Số tiền này đã được ông Giang Trạch Dân chuyển đi vào thời điểm trước thềm đại hội 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chuẩn bị trước cho đường lùi của Giang Trạch Dân. Đây chỉ là một phần nhỏ của nguồn tài sản tham nhũng khổng lồ mà gia đình họ Giang vơ vét được ở Trung Quốc. Thông tin cũng chỉ ra rằng, không những gia đình họ Giang, rất nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Mạnh Kiến Chủ, cựu bí thư Ban Chính pháp Trung ương hay Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay đều có nguồn tài sản khổng lồ ở nước ngoài ngoài ra giới truyền thông bên ngoài trung quốc cũng đưa tin về trường hợp của cựu chủ tịch petro trainer và trưởng ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước trung quốc là tưởng khiết mẫn đã ngã ngựa ông này từng dùng quyền lực khi phụ trách petro trainer để làm sân sau cho gia đình của chu vĩnh khang trong các vụ mua lại mỏ dầu ở nước ngoài và mua thiết bị mỏ dầu thông qua các công ty ở nước ngoài của nhà họ chu ông ta cũng đã giúp đỡ gia đình họ Chu kiếm được hơn 10 tỷ đô la Mỹ và gửi những khoản tiền khổng lồ đó tại ngân hàng Thụy Sĩ. Có thể dẫn đến cuộc đấu quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc khốc liệt hơn. Có thông tin cho rằng Macau cũng được đưa vào danh sách cam kết mới của Thụy Sĩ. Giới quan sát có phân tích, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình muốn nắm bắt chính xác các kênh rửa tiền của rất nhiều quan to Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, ông Tập cũng đang mạnh tay chấn chỉnh ngành tài chính ở Hồng Kông và ngành cờ bạc ở Macau. Trên kênh truyền hình NTD TV của người Hoa tại Mỹ, vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, giáo sư Thẩm Vĩnh Khâm tại Đại học York ở Canada đã nói rằng trong bối cảnh đấu đá quyền lực đầy rủi ro của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nhu cầu cất giấu nguồn của cải khi quan chức chiếm được sẽ ngày càng gia tăng. Ông đã nói, ví dụ như con trai của ông Giang Trạch Dân có quyền phát triển toàn bộ đất đai ở Thượng Hải, vì vậy, nguồn lợi ích của ông ta không phải là ông ta tạo ra bao nhiêu giá trị cho xã hội, mà là có được từ quyền lực. Trong trường hợp này, khi một người biết rõ quyền lực của mình sẽ không tồn tại mãi mãi, thì càng có nhu cầu cao tìm một nơi để cất giữ của cải. Giáo sư Thẩm Vĩnh Khâm đã tin rằng, vì đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm nay, nên những thông tin dựa tiền này rất quan trọng đối với ông Tập Cận Bình để tăng cơ hội giúp ông ta tải nhiệm đầu đá chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khốc liệt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhà kinh tế Ngô Gia Long của Đài Loan gần đây cũng đã đăng trên Facebook của mình rằng vì nước Mỹ và Châu Âu điều tra rửa tiền và trốn thuế nên đã gây áp lực lên các ngân hàng thụy sĩ. hệ quả buộc thụy sĩ ký hiệp ước chia sẻ thông tin ngân hàng. Điều này lại trở thành nguy cơ đối với nguồn tài sản phi pháp của giới quyền lực quan to Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị bại lộ hoặc thậm chí là bị đóng băng. Những kẻ trở thành nạn nhân đó có thể lại chút nỗi hận thù lên ông Tập Cận Bình, do ông Tập đã hủy hoại quan hệ với phương Tây nên bị phản công từ nhiều bên. Trong bài viết này, chuyên gia kinh tế Ngô Gia Long cũng đề xuất rằng ông Tập phải dè chừng hai vấn đề nguy cơ trong năm 2022, một là nguy cơ bị ám sát, trong thời gian tại nhiệm 10 năm qua đã rất nhiều lần có diễn biến liên quan đến việc này. Hai là việc kẻ thù chính trị lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc để thúc đẩy đảo chính từ lĩnh vực tài chính. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!